Ở Việt Nam, trái đào được trồng nhiều ở tỉnh Lào Cai. Đây là loại quả không những ngon mà còn có nhiều giá trị dinh dưỡng. Trái đào không chỉ cung cấp lượng calo ít mà còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Mùa hè thường xuyên ăn đào sẽ giúp bạn giảm cân và chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời. Chứa nhiều vitamin, khoáng chất nhưng lại chứa ít calo. Đó chính là lý do tại sao quả đào lại được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn uống hàng ngày. Trong 100g đào chỉ có 46 calo. Đây là một lý do khác giải thích tại sao đào lại là trái cây tuyệt vời dành cho những người đang mong muốn giảm cân. Khi quả đào có tác dụng lợi tiểu mạnh mẽ, nó cũng giúp điều hòa chức năng của thận và trong việc chống phù nề. Điều này cũng dẫn tới hiệu quả giảm bệnh gút và bệnh thấp khớp đến một mức độ tuyệt vời. Đào cũng giàu vitamin A, có nhiều carotene, nên sẽ giúp bạn chống lại các tác hại của tia nắng mặt trời ảnh hưởng đến mắt. Đào rất giàu vitamin A, kali, vitamin B và vitamin C. Ngoài ra, trong đào chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho sức khỏe tổng thể của bạn như sắt, canxi, phốt pho, carbon hydrate và protein. Nhờ những vitamin và khoáng chất này mà quả đào được coi là có tác dụng cải thiện làn da đẹp hơn. Chúng ta biết rằng cái quả đào á, nó rất cái dinh dưỡng, hàm lượng dinh dưỡng rất là cao. Ngoài các cái thành phần đường và tạo ra năng lượng đó, thì nó có các cái thành phần của vitamin, vitamin A, vitamin E, vitamin K, các cái khoáng tố và cái quan trọng nhất là cái carotene. Cái carotene là cái màu vàng, nó tạo nên màu vàng của quả đào á. Đó thì chúng ta cũng biết rằng là tất cả những cái thành phần đó nó đều cần thiết cho cái chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta. Và nhất là cái vị đào nó ngọt thanh và cái mùi thơm của nó vừa ngọt vừa thơm. Hai cái đó nó vừa kích thích khứu giác vừa kích thích vị giác. Thì khi chúng ta ăn cái trái đào vào thì cái hấp thu không những tất cả của các thành phần mà nó còn tạo năng lượng tốt cho cơ thể. Và khi người ta làm cái đào ra thành cái dạng trà, người ta cố gắng giữ cho được phần nào những cái phẩm chất mà như tôi vừa kể đó ở trong cái trái đào cho trà. Thì chúng ta nếu mà dùng trà cho cái mùa nóng mang tính chất giải nhiệt thì nó rất là tuyệt vời. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ở mùa hè mà sử dụng một cái ly nước trà từ sản xuất từ cái quả đào thì nó vừa thanh mát cũng như là vừa có các nhiều thành phần vitamin khoáng tố nếu còn giữ được trong trà, thì đó là cái điều rất ích lợi cho sức khỏe của chúng ta. Không chỉ ăn mà từ lâu đào trở nên quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, với thức uống mang tên trà đào. Với tiết trời hai mùa của thành phố Hồ Chí Minh, một mùa nóng, mùa còn lại nóng hơn, ly trà đào vừa thơm ngon vừa mát lạnh dần dần len lỏi đến khắp mọi ngóc ngách ở thành phố đông đúc này. Người ta có thể mua trà đào ở khắp nơi, từ những quán cà phê sang trọng tới ly nhựa mang đi được gói vội bên lề đường. Rồi thì trà đào handmade, trà đào online, trà đào túi zip đua nhau mọc lên, giá cả cũng cứ thế mà dao động từ 15 đến 50 ngàn đồng một ly. Uống trà đào đã cung cấp cho cơ thể lượng vitamin A dồi dào. Điều này có tác dụng giúp bạn tránh bị đục thủy tinh thể khi về da. Ngoài ra, khi uống trà đào kèm với sữa, sẽ giúp da bạn căng mịn hơn vì trà đào rất giàu vitamin C. Không chỉ vậy, chất xơ trong quả đào giúp giải độc cơ thể, tốt cho thận, nên bạn có thể dễ dàng đào thải những chất cặn bã, độc hại ra ngoài cơ thể. Điều này sẽ làm cho làn da bạn bớt sạm đi, khỏe mạnh hơn. Lưu ý là những người có bệnh về da như dễ nổi mề đay
hay mọc mụn. Những người có nhiều bệnh trong người hay có chức năng tràng vị tương đối kém thì không nên sử dụng trà đào thường xuyên, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn có thể thưởng thức trà đào tại các quán cà phê, quán trà, hoặc bạn có thể tự làm trà đào tại nhà với những nguyên liệu vô cùng đơn giản, bao gồm trà túi lọc, hộp đào ngâm mua ở siêu thị. Bạn cũng có thể nhấn nhá thêm những nguyên liệu khác để tạo thành thức uống ngon miệng và bổ dưỡng như miếng cam, hạt trân châu, thạch. Ở mỗi nơi sẽ có cách biến tấu trà đào khác nhau. Tuy nhiên, đối với thực khách, điều quan trọng nhất là lựa chọn mua ở những nơi uy tín, chất lượng để thưởng thức. Bởi nếu không, nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đối với sức khỏe của bạn. Mình nói về cái mặt mà không lợi khi sử dụng trà đào thì có nhiều lắm. Cái thứ nhất là về cái vấn đề chế biến, ai chế biến và chế biến như thế nào. Cái kế nữa đó là cái cách sử dụng. Thì tôi nói chế biến là tôi muốn nói như thế này. Chúng ta biết là đào thì chúng ta biết cái nơi sản xuất của nó đầu tiên là ở Trung Quốc. Nhưng mà hiện giờ ta di thực khá nhiều nơi có khí hậu mát, lạnh thì đều có thể trồng được đào. Giống như ở Việt Nam chúng ta thì ở một số vùng cũng đã có cái di thực cây đào về. Thế nhưng mà người ta vẫn thích sử dụng cái trái đào đồ hộp. Mà đồ hộp này là sản xuất từ Trung Quốc, từ cái nước mà nó có cái cây đào này, có cái quả đào này. Thì chúng ta biết là khi mà đóng hộp đó thì người ta sử dụng cái lượng đường cũng như các cái phụ gia để người ta bảo quản nó trong cái thời gian sử dụng. Nhưng mà không phải là cái đó là nó có hại. Người đái tháo đường dĩ nhiên không dùng thôi, chứ còn người bình thường dùng vẫn tốt như thường nếu là đóng hộp như thế. Nhưng mà khi người ta mang về đó thì nếu mà trong một cái hộp để làm các cái trà đào cho cái nước uống, không phải dạng trà mà dạng từ đóng hộp đem ra để làm cái ly trà đào hiện nay đó, thì có khi người ta không sử dụng cái nguyên liệu là từ cái hộp đào này, mà người ta dùng những cái phụ gia có vị và có đường, cái vị đào và có đường để chế biến trong cái nước chúng ta uống. Thì như vậy có nghĩa là dùng cái danh xưng là đào nhưng thực chất đây là một cái loại nước uống là nước cộng đường cộng với phụ gia có vị thanh ngọt của đào hết. Như vậy có nghĩa là chúng ta uống hóa chất chứ không phải chúng ta uống từ đào. Còn trong các cái ly trà đào mà mắc tiền á, thì nó có một vài khoanh thịt của cái trái đào ở trong đó, nhưng cũng chưa chắc là chỉ có mình đào không thôi, có thể bỏ thêm những cái phụ gia, những cái hóa chất để nó có cái mùi, có cái vị của đào để giúp cho người ta uống, người ta cảm nhận như là đào thật. Thì hai cái hình thức đó là gây hại cho cơ thể là chắc chắn rồi. Tới cái hình thức thứ ba, tức là thông qua cái việc chế biến, sử dụng đá, không biết là đá sạch hay đá bẩn, người ta sử dụng nước gì để người ta làm đông và đông là như thế nào. Cái kế nữa đó là những cái dụng cụ để người ta đựng cái ly trà đào này để cho người tiêu dùng, thì những cái ly, những cái ống hút này, cái mức độ nó sạch hay là mức độ nó vô khuẩn tới đâu. Và kế nữa là buôn bán ở dọc vệ đường, cái nơi sản xuất có thể là nước từ cái robinet lấy trực tiếp, không thông qua lọc cũng như không thông qua nấu nướng gì này kia. Thì tất cả những cái điều hại là nó tới từ những cái chuyện như tôi vừa phân tích. Nước đá lại là một cái lĩnh vực khác.
thực sự mà nói nguy hiểm thì không có nguy hiểm ngay, nhưng nó có những cái hại. Cơ thể chúng ta thông thường là 37 độ, bây giờ nước đá đông, tức là ở vào khoảng 0 độ, 1 độ, 2 độ. Thì những cái nhiệt độ ấy khi vào cơ thể thì cơ thể sẽ phải đáp ứng để làm cho nó quân bình lại cái nhiệt độ cơ thể. Thì nó đã tốn một cái chút công sức rồi. Còn nước đá khi vào trực tiếp vô cái niêm mạc, ruột với dạ dày, thì nó sẽ làm xe cái niêm mạc lại, nó làm giảm đi sự xuất tiết, thì nó làm chậm lại cái quá trình của tiêu hóa thức ăn. Tất cả chúng ta tác động một cái thứ mà chỉ mang một cái tính chất nó đã khác ở cái vị giác của miệng, nhưng mà nó lại gây hại cho bên trong cơ thể, thì cái điều đó là không nên. Về lâu về dài nó sẽ đưa đến cái bệnh về đường tiêu hóa, như là viêm dạ dày, hay là xa hơn nữa là nó làm ảnh hưởng đến những cái chuyện mà hấp thu vào trong cơ thể do cái xe cái niêm mạc này. Và một cái hậu quả khác là cái thân nhiệt cơ thể nó bị điều chỉnh quá mức đi. Cái gì nó quá thì nó lúc căng, lúc trùng, lúc giãn, lúc trùng, thì những lúc như vậy nó sẽ làm cho cơ thể mình yếu dần đi. Và khi tiếp xúc với nắng, với gió, với lạnh ở bên ngoài thì cơ thể mình không có chịu được. Thì không nên sử dụng nước đá quá nhiều. Ngoài những cái chuyện mà không có vệ sinh thì nó còn một cái tác hại, dù sạch đi nữa nó còn cái tác hại cơ thể như thế.